Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Ajax và câu lạc bộ Ludogorets. Đây là trận đấu play-off lượt về tranh một suất dự UEFA Europa League của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ rạng sáng ngày 1 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ Ajax trận đấu này sẽ là những người được đánh giá của trên và sẽ chấp Ludogorets với mức kèo là hai trái. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 1,75 và tăng 2,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,5, 3,75 và 3,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm nha. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Ở trận lượt đi trên sân của Ludogorets thì Ajax đã giành chiến thắng trước Ludogorets với tỷ số là 4-1. 5 trận thi đấu gần nhất của Ajax thì Ajax thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Ludogorets thì Ludogorets thắng 3 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Ajax chấp 2 trái, hoặc là an toàn hơn các bạn lựa mức kèo phụ là Ajax chấp 1,75 thôi nha. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Ludogorets thì Ajax vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn đội khách về mọi mặt. Thứ hai nữa, trận đấu này Ajax có được điểm tựa trên sân nhà và những lần mà đá trên sân nhà ở thời gian đây thì Ajax họ thường có kết quả rất là tốt. Và trận đấu này Ajax họ tiếp tục có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất cộng với phong độ đang ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt. Ở trận lượt đi thì Ajax họ cũng đã có một cái lợi thế quá lớn, đó là thắng 4-1 trước Ludogorets rồi, dường như là chắc chắn Ajax họ sẽ có vé đi tiếp rồi, cho nên ở trận lượt về này họ sẽ có tinh thần thi đấu thoải mái hơn. Mặc dù cái mức kèo chấp hơi cao, tuy nhiên thì với mọi thứ đều đang ổn định thì mình nghĩ là mức kèo này Ajax họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Ajax chấp hai trái nha, hoặc là an toàn hơn thì lựa mức kèo phụ chấp 1,75 thôi, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,5, 3,75 và 3,25. Thì ở trận lượt đi có đến 5 bàn thắng được ghi rồi, ở trận lượt về này thì mình nghĩ nó sẽ khác, tại vì Ludogorets thì họ cũng phải quyết tâm để tấn công để hòng lật ngược cái thế cờ, cho nên mình nghĩ là họ cũng sẽ gây rất nhiều khó dễ cho Ajax. Trận đấu này mình dự đoán là có thể là Ajax họ chỉ thắng được kèo trên thôi, chứ thắng đậm được Ludogorets một lần nữa cũng không phải rồi dễ dàng đâu. Dự đoán sẽ là 2-0 hoặc nhiều lắm là 3-0 nghiêng về cho Ajax. Và nào tôi tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3,5 hoặc là 3,75 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là một trái và tài xỉu là 1,5. Do đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang ổn định hơn thì Ajax họ sẽ có hai bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Ajax chấp một trái nha, hoặc an toàn hơn thì lựa mức kèo phụ chấp 0,75 và đá nhẹ cái tài 1,5, hoặc không tin tưởng nữa thì cho qua nha. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Ajax chấp từ hai trái trở xuống và đá xỉu. Ở hiệp 1 chọn Ajax và đá nhẹ cái tài 1,5. Chúc anh em may mắn.